Xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Như các bạn đã biết thì ở video trước đó mình đã vẽ nhân vật Sasuke rồi, nên hôm nay mình sẽ vẽ Naruto nha. Tại vì nếu đã vẽ Sasuke mà không có Naruto thì quả là một điều thiếu sót mà. Nhìn sơ qua thì các bạn cũng có thể đoán ra được là mình đang định vẽ Naruto phiên bản siêu cấp VIP bình thường. À không, siêu cấp VIP Pro rồi, đúng không? Nghe đồn đây là trạng thái sức mạnh bá nhất của anh Bảy Làng Lá. Nhưng tác dụng phụ là chỉ bật được có đúng một lần duy nhất thôi, mà khi tắt trạng thái này đi rồi thì cái giá phải trả khá là chua nhé. Đó là chia tay với chú cáo màu cam trong người. Kể ra thì cũng tiếc thiệt sự các bạn ạ. Là đôi bạn thân đã từng ăn nằm với nhau bao nhiêu năm trời, trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi các kiểu. Đến cuối cùng ai mà ngờ được chú cáo màu cam lại có ba bích. Quay xe rồi bỏ anh Bảy lại một mình. Giờ mình chỉ biết hy vọng là ở các trận chiến trong tương lai Naruto sẽ không bị quá thọt ha các bạn. Ok, chúc các bạn xem video vui vẻ.
hoàn thành rồi đó các bạn ơi. Như thường lệ, nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một share và một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha.